Ok. Nè, À. quan rác luôn không? Ê, làm gì hôm nay mà lục lợ lạo với má? Ở nhà là ngày nghỉ, bữa nay là được việc hai rồi, hết đi làm rồi. Cái này quan luôn không? Để Bởi vì quan con nữa. nghỉ rồi, nghỉ được mấy tuần hè rồi dọn dẹp lên lắm. Anh bỏ tùm lum mà dơ quét rồi luôn nè. Này gì đấy? Đồ tập thể dục. Tập thể dục luôn hả? Tập thể dục á. Móc lên này nè nha. Còn cái này đâu quen không? Rồi đây đây, ngồi của ta mà. Bị lay ốp mà bị gì cho ở nhà không tình nguyện hả, không tình nguyện, không không tình không tình nguyện ở nhà. Nó cho đi làm lại thì không biết có thể là hơn nữa. Mà bây giờ chơi cái đó chưa biết, nhưng mà cái ngày quy định của nó là ngày dự đoán là ngày 7 tháng 4. Nếu mà ấy nữa thì nó cho thêm nữa, nó cho tăng thêm mấy ngày nữa hay nhiêu đó. Nhưng mà bác sĩ rồi vẫn đi làm được. Tiệm búa vẫn mở. Còn người nha, người người ở nhà là không được ló nha, đi ngay cả đi bộ nữa nha, cũng không được chung ra là bác á. Nó bắt phạt 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 tội mà tội hình sự mà lỗi nhẹ á, không phải giỡn đâu. Cái đó giấy tờ quan trọng á. Nói được rồi, để đó anh làm nha. Để đó cái thùng anh cho anh dùng hả? Để đó đi. Cái để đó. Không có thấy gì được, cái gì bỏ đỡ đó đi, đỡ đi. Một bịch đó xong rồi bỏ bỏ vô đi được. Đây, 3D bird. Tâm Anh, đâm mũi Tâm Anh đấy. Yeah, cái đồ bởi khi nữa. Mấy giấy tờ quan trọng không nha? Đâu có địa chỉ trong nhà trong đó đó. Đừng có bán tầm bậy. Từ bữa giờ bận với bán cái xe rồi bận với chưa chưa cơ hội quên luôn. Cục đó là cục sạc pin á. Sạc quen gì nó hư sao? Kêu để dọn dẹp cho. Tâm Anh coi vô xe ngồi con đứng là bệnh đó. Ok. Quen này. You wanna go inside, go ahead. Don't stand outside, you get sick. Ok. Con bị bệnh rồi, chở đi bác sĩ mới được đó. Yeah, we can If you want to go in, just go in. Gì hả? Không muốn chơi game nữa, ngồi chơi coi. Bên đây có làm bài không? Wow, bên đây trời đẹp, trời đẹp, trời đẹp.
Ô cái này cái màn á. Bỏ đó chưa chưa xong đâu. Để đó đây, đừng có đụng vô mấy đó. The TV, get out the booklet, anh Thanh. The TV, the box, TV box. Take out the booklet in there. There, there, yeah, take that one out. Oh no. You need to put it in the in the back. Bỏ vô bị lại đi con. Rồi. Ngày ai có người già 45 tuổi không có được đi ra bên ngoài nha. Không có được đi ra ngoài. Ra ngoài là ngủm cái đeo á. Không có được đi ra ngoài luôn. Nó không có cho ai đi ra ngoài đó, từ khi đi mua đồ ăn thôi. Đi bác sĩ mà mua ấy thôi. Đi ngoài nó bắt nhốt á. Mày giỡn chơi nha, luật Mỹ đây là nó bắt thiệt á. Cái này là trời ơi, mọi nhà vậy nha, này đi khổ cực nè. Giờ không có tiền, mà giờ khổ cực nữa. Này qua đây như ta, mười mấy năm mà giờ mới được được retire mà retire non là không có tiền. Để cái đó xe chạy vô nghe nghe đó. Cái thùng mới thùng gì vậy? Thùng bự gì vậy? Mua gì để mấy năm hả? 10 năm hả? 12 năm hả? Mấy năm chưa xài. Ê. Để đó.